hôm nay làm video này cho cả nhà xem về quy trình để câu cá đối ở đây như thế nào. Ta sẽ ra cầm xô cho bố để đi câu cá nục. Từ trường á, em đi ra, em không muốn quay lại đâu. Ok, lên đường Ngọc Anh. Ta sẽ giữ camera cho bố nhé. Phải giữ thẳng như thế này. Không được để nó rung rung nhé. Ê, sao nó lại nghiêng nghiêng thế kia? Tại vì cái xe. Tại vì cái xe. Ồ, qua cái đoạn đường sóc này là nó thẳng. Nhà xem giao thông ở bên này đi bằng đường bên trái nhá. Xe kia nhường cho mình đi. Ngọc Anh là người đang giữ camera nhé. Ở nhà thì sát biển nhưng mà phải đi xuống cái bãi câu này để câu cá nục. Cách nhà khoảng tầm 7 phút lái xe. Cái đường hẻm này để xuống bờ biển. Đây là một con đường rất nhỏ và dốc cao, khuỷu ngoằn ngoèo. Trời mưa mà đi xuống đây, lúc mà đi lên là bánh sẽ trượt, quay tít mù. Đang lên lưng chừng dốc mà có một người ở trên đi xuống mà phải dừng lại để tránh nhau. Một tí nữa vào số mà ga tiếp thì bánh sẽ quay tít mù và khoáy đi. Lại phải lùi xuống sát chân dốc để lấy đè đi lên, bởi vì dốc rất cao. Kia là nơi sẽ ra để câu cá. Cái cầu cảng nhỏ nhỏ đứng ở ngoài kia có mấy người nhỏ nhỏ đi đấy. Chỗ này là chỗ để đứng ra câu cá.
được cá đối thì điều đầu tiên cần làm là phải câu cá nục. Mồi, nên bây giờ cả nhà cùng câu cá nục nhé. Con rời con cái thì ngày nào cứ chạy ra biển một cái là lại neo xuống cái hòn núi này chơi. Mồi câu cá nục thì rất đơn giản. Chỉ cần một cái lưỡi không buộc cái giấy bằng bạc vào như thế này, hoặc là buộc cái lông gà vào nó cũng câu được nó. Cứ quăng ra kéo vào thế nào cũng được. You put the fishes back in when you go and catch them. Chương trình là đã đủ cá để câu. Bây giờ đi về xem hai ông bà này đang ngắm hải cẩu bên dưới. Ở dưới đáy nước kia có con hải cẩu đang nằm sát dưới đáy biển. Giờ nó đã chui lên. Con hải cẩu này ở cái vùng chỗ loanh quanh đây có 4 con thì suốt ngày nằm ở đây để chờ dân câu đến câu cá rồi cho nó ăn. Nó lại chui xuống bên dưới nó nằm rồi.
Đây là số cá nục vừa câu được. Bây giờ chỉ bớt ra 2 con để thái nhỏ làm mồi, còn lại cho vào máy xay, xay hết, xay mịn để ném xuống biển làm mồi xẻ. Bây giờ cứ mỗi con cá lại cắt làm đôi thế này. Sau đó cho vào máy xay, xay. Sau khi cá nục xay xong thì một thành một đống nhõn nhõn như thế kia. Còn lại nọc ra 2 con cá. Xong rồi thái nhỏ ra từng miếng. Thái nhỏ từng miếng như thế này để móc vào lưới câu câu cá. Bỏ ra được một cốc như thế này. Rồi cứ thế, đến bây giờ cất đi vào trong tủ lạnh để đi ngủ, sáng mai dậy sớm đi câu. 4 giờ 30 phút sáng. Ở bên ngoài nhìn mặt biển phẳng lặng mình kia như thế này báo hiệu một ngày hè nắng đẹp. Vừa mới xả mồi được 5 phút, đàn cá đối vào ăn rất đông. Nhìn mặt nước phẳng lặng như vậy nhưng ở phía dưới đang ăn cuồn cuộn. Vào ăn. Cắn được nước. Cho chút. Rất. Dính cá rồi. Nhảy có tí bồng bõn như nữa. Con này có vẻ không to lắm. Chắc nhắc hẳn nhịn được. Cầu thẳng lên bờ. 1, 2, 3 lên rồi. Con nhỏ thôi. Thường cứ để cái túi ni lông ở trong xô như vậy thay cho cái găng tay. Cầm con cá gỡ lưỡi cho dễ. Giờ mới được con thứ nhất. Sau đó chỉnh lại pha một chút và móc thêm một mồi. Thực ra độc công đoạn móc mồi này rất là mất thời gian. Mà mỗi lần nó quăng ra nó cắn mà mình giật hụt cái nó lại mất mồi, lại phải móc mồi khác vào. Thì cái mồi nó nhanh nát lắm, giật mỗi lần là lại mất mồi. Cắn được. Nhảy đẹp. Một pha cui dầu rồi. Cắn quả đẹp thế mà không dính. Cái miệng con cá đối nó rất là nhỏ. Nên nhiều khi nó ra nó không, nó ngậm cái mồi nhưng nó chưa nuốt được ngay. Nhấp cái mồi sau đó là nó nôi đi. Thế mà giật thì mất mồi, nhiều khi cũng đóng, cũng móc vào mồi. Mà không giật thì một tí cũng mất mồi. Mặc dù cái lưỡi câu và cái mồi rất là nhỏ. Thỉnh thoảng dính về con to. Nó tập cái nó nồi thì mất cả phao.
giật cái là móc luôn sướng. Ui giời, cắn liên tục, lúc đàn nó vào đông nó bột cuộn bên dưới cứ quăng ra nó cắn, cũng rất nhiều con to. Bây giờ vẫn còn sớm, mặt trời chưa lên khó nhìn thấy đàn cá bên dưới. Lúc nó mặt trời lên, nước nó trong, nó chiếu xuống nhìn rõ cả đàn cá đông nghịt, nó ăn cuồn cuộn ở bên dưới. Ở đây thời gian về mùa hè thì bắt đầu sáng từ 4:30, cho nên là đúng vừa trời bắt đầu tăng tảng sáng thì cũng thời điểm đẹp nhất để câu, thời điểm nó cắn mạnh nhất. Chúng cái đối này ăn cũng rất khôn, mà cũng không phải biết là do nó khôn hay là cái đặc thù của loài cá này, mà nếu móc mồi cứ hở ra một tí khép ánh sáng sáng thì là không bao giờ nó ăn, cho nên là móc mồi yêu cầu khít kín lưỡi, không hở một chút nào, khác hoàn toàn với bất kỳ loài cá biển nào khác. Thì nãy giờ nó còn có con. Trung bình vài phút câu nay phải vẩy mồi một lần để cho đàn cá nó giữ đàn, giữ chân đàn cá chết rồi mày, quăng cắt cắn ngay. Con này có vẻ to hơn con trước. Dùng những vật múc lên rồi. Tay cần một tay vợt mà nó cứ quẫy, nó lại kéo ra ngoài, nên cứ phải lừa nó vào đến sát chỗ mình đứng rồi mới xúc được nó, cũng mất thời gian. Lại phải lấy cái găng tay cổ truyền của mình ra. Giờ phải chuyển góc độ quay một chút. Theo cái hướng này thì hướng cây cột hơi chướng mắt một chút, nhưng mà không chọn cái góc nào để đặt camera sẽ dễ hơn. Đành phải để đây vậy. Đàn cá lại tiếp tục vào. Đàn rất đông. Cắn không? Cắn không? Chết đúng rồi, góc độ này có thể dễ dàng hơn nhìn cá kéo cây cần cong bút.
con này cũng tương đối to. Lại phải dừng đến găng tay xịn. Nhưng mà hôm nào đi câu mà không cầm cái găng tay này đi này, phức tạp lắm. Mỗi lần mà xỏ vào găng tay cao su này, cho tay vào rút ra rất là dở. Lấy cái túi ni lông này vẫn tiện nhất. Bọn này quẳng ra cắn thì rất nhiều nhưng mà nhiều khi giật mấy lần cũng dính một cái. Nó cứ muốn nướng mồm cắn. Thôi rồi, cắn giật. Chết mày. Úi giời, chạy, úi giời. Úi giời, con này có vẻ to hơn những con trước. Úi giời, kéo. Câu giống cá này khi mà xét cái máy quay máy tời cước thì để nó nòng nòng ra một chút để khi mà con cá dính con cá to nó quậy mạnh. Nó kéo một cái cước này tự động xẻ ra ngoài. Chứ nếu mà để căng cước nó kéo mỗi phát là nó đôi như vậy. Úi dồi, con này chiến đấu mạnh. Thoảng được con cá to để dòng nó vào sát bờ thì hạ vợt xuống bắt mất rất thời gian. Trong khi đó lại còn phải tay giữ cá, tay xả mồi để cho giữ đàn cá ở hải. Khi không nó vào nó một tí nó không còn mồi nữa là nó bỏ đi mất. Thường thì cứ khi câu được một con cá này lại xả mồi xuống dưới để cho những con cá khác ở bên dưới nó lại đứng quẩn nó ăn ở đấy. Cứ như kiểu này trực quay đi rồi, như kiểu hết mồi rồi đi thôi chúng mày ơi. Lại ném mồi xuống lại, ô lại thấy mồi rồi, quay lại ăn đi. Con này nó khỏe hơn, nhưng vật có vẻ không khó hơn. Quá rồi cũng phải vào thôi. Úi giời, vì mình nặng. Nãy găng tay cổ truyền của mình đây rồi. Nhà xem cứ mỗi buổi câu chỉ câu được lấy tầm chục con như thế là cả nhà đủ.
nay tiếp tục hy vọng, lại đứng đi chờ. Nhiều khi qua ngưỡng thật gắn ngày, có lúc thì đứng mãi. Đàn cá vẫn ăn bên dưới, cắn được dính rồi, biết ngay mà, nói rồi. Lại dính cá to rồi. Đi câu như thế này thường có hai người thì dễ hơn. Khi mà một người câu được con cá thì người kia cầm vật, súng vật này dễ nhất mà lại nhanh. Nhưng mà một mình cứ một tay vật, một tay cần để lừa được con cá vào vật, nhiều khi cũng mất rất nhiều thời gian. Trong khi đàn cá thì đang nhao nhao nên ở bên dưới này, nhanh lên thả mồi xuống để tao ăn. Mà toàn mất công thời gian đi dòng cá mua vật cá, mất rất là lâu. Con này khá to, lại găng tay ra truyền. Đấy, khủng chưa? Thôi không cho xem nữa, chỉ dơ thế thôi. Bởi vì đàn cá ở bên dưới đang đói bụng đòi ăn. Đây là chỗ cá câu được ngày hôm nay. Con này to nhất. Hai con này bằng nhau.